tập 21, thỏ con và bạn gái cũ của Tiểu Miêu, ai xinh đẹp hơn? Ồ, oh, đây không phải là Tiểu Miêu sao? Đưa bạn gái đi siêu thị sao? Anh có đủ khả năng để mua hàng từ một trung tâm mua sắm cao cấp không? Đây không phải là người tỏ vẻ giàu có sao? Bạn gái cũ đã bị Tiểu Miêu đá đây mà. Bạn trai hiện tại của cô có vẻ khá giàu có. Nhưng liệu anh ấy có thể mua cho cô thứ gì không? Tất nhiên, chồng tôi rất tốt với tôi. Chồng ơi, vừa có một mẫu son mới. Anh có thể mua nó cho em được không? Anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn. Anh ơi, em rất thích chiếc vòng cổ lần trước. Mua nó cho em nhé. Nghe theo em đó. Chồng ơi, em muốn chiếc đồng hồ này. Anh ơi, túi này đẹp quá. Cái này, cái này, cái này. Em muốn tất cả. Cái đó, cái đó. Có tất cả lại cho tôi. Tập 22. Anh Hồ bị lừa rồi. Một trong hai đứa các con phải chuyển đi hôm nay. Đánh nhau như thế này mỗi ngày. Cả bố và mẹ đều không thể chịu đựng được nữa bố mẹ cho con chuyển đi nhé thẻ này sẽ được trao cho người nào chuyển đi không được làm sao anh có thể để em một cô gái phải chuyển đi làm thế này không an toàn tốt hơn hãy để anh chuyển đi anh sẽ đóng gói đồ đạc của mình không cần mẹ và chị gái con đã chuẩn bị sẵn rồi không quan trọng nhưng mà có bao nhiêu tiền trong thẻ này mẹ không nói là trong đó có tiền Mình bị lừa rồi. Tập 23, khi bạn muốn bỏ học để đi bán hàng ven đường, mẹ bạn kiểu: "Tỷ tỷ xinh đẹp, hãy mua một ít về dùng thử nhé. Được rồi, lấy cho tôi 20 tệ nhé, một ít ngô và hạt dưa." "Được ạ, à, mỗi loại chị mua bao nhiêu?" "Em nói 20 tệ cho ngô và hạt dưa, vậy có bao nhiêu cách mua?" "Sự khác biệt là gì?" "Tổng cộng." "Em không biết." "Thôi bỏ đi, không mua nữa." "Hạt dưa có ngon không?" Ngon lắm, cậu thử đi. Hả, cái gì đây? Cậu phải bồi thường cho tôi. Tôi chỉ có 10 tệ để đưa thôi. Tôi muốn tất cả chỗ này. Thật sao? Tất nhiên, người lớn không nói dối. Cảm ơn chú. Chú là một người tốt. Tổng cộng 210 tệ. Chỉ cần cho tôi 200 là được. Có thể vui lòng giúp tôi xuất hóa đơn được không? Hóa đơn là gì? Hóa đơn cũng không biết mà vẫn kinh doanh à. Cô có giấy chứng nhận y tế không? Không. Giấy phép kinh doanh đâu? Không có, đây là hoạt động bất hợp pháp. Tất cả sẽ bị tịch thu. Ăn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn bạn đã vất vả rồi. Con bé đã học tập vất vả hơn 10 năm, để xem còn giảm bán hàng ven đường nữa không? Tập 24, hay bộ mặt thật của bạn trai mà bạn không thể ngờ tới. Hai bộ mặt thật của bạn trai mà bạn nên biết. Vòng 1, anh yêu, em nghĩ cái này có vẻ tốt. Được, em hãy thử nhanh đi. Nói với cô ấy rằng nó chỉ có size S thôi nhé. Được rồi. Vòng 2, bác sĩ, xin hãy kiểm tra chồng của tôi. Anh ấy không có năng lượng để làm bất cứ điều gì mỗi ngày. Anh ấy ngáp khi thức dậy vào buổi sáng. Để tôi xem tình trạng của cậu ấy. Nếu muốn được chữa khỏi bệnh, đầu tiên cô hãy trả 500, phải trả tiền ngay bây giờ, chỉ cần có thể chữa khỏi. Sau đó hãy đi ra ngoài ngồi chờ. Bác sĩ giỏi quá, thật thần kỳ. Cảm ơn rất nhiều, bác sĩ thần kỳ. Tập 25, bạn có ông anh trai như thế này không? Làm sao cậu biết mật khẩu nhà tôi? tôi sẽ lấy thứ gì đó và rời đi đợi một chút cậu là ai tôi có biết cậu không tôi sẽ gọi cho cảnh sát anh ơi cứu em với cứu em với anh ơi cứu em với tập hai mươi sáu bạn nghĩ ăn mặc như thế này có phù hợp không cái gì thế này Tại sao? Trời mưa thế này mà em muốn đi bơi sao? Không phải, không phải là đi mua sắm mà. Tại sao em lại mặc áo tắm khi đi mua sắm? Lộ hết ngực ra ngoài rồi kìa. Đây không phải là áo tắm. Đây là áo kiểu của em. Áo gì chứ? Làm sao em có thể mặc quần áo như thế này? Có quá nhiều chỗ lộ ra ngoài, em phải che nó lại, không phải chứ? Cái này rất bình thường mà. Anh vừa nhận được một gói chuyển phát nhanh cho em. Cái quái gì đây? Đây là chiếc áo em mặc vào dịp này. Em mặc gì cho dịp này? Cái này dùng cho mùa đông thì đúng hơn. Anh tưởng đó là một cái nẹp cổ. Nó là thế đấy. Em cười gì, hãy thay quần áo giống anh đi. Che ở nơi cần che. Em sẽ không thay quần áo. Em phải thay đồ ngay, không thay. Đợi anh tí nhé. À ha ha ha. Tại sao em lại cười? Đi thôi, bây giờ xuống phố nhé. Tại sao anh lại mặc cái này? Anh phải hợp tác với em. Thời trang, rất thời trang. Tại sao anh không thay ra đi? không thay thay đi mà không thay nữa em cũng sẽ thay quần áo đừng thay nữa hãy cứ bước đi như thế này em đã sai em đã sai rồi